À, nay chia sẻ phân bón hiệu con lười của công ty Mùa Vàng nghe các bạn. Phân bón hiệu con lười nó có đặc tính là cứng cây, đứng lá, đất tươi xốp, chống đổ ngã. Đến mà lúa chín á, thì cái hạt nó vàng sáng nha các bạn. Hạt vàng sáng, lá đài thì xanh. Bông chín mà lá đài vẫn xanh. Phân hiệu con lười phân thông minh nhả chậm nha các bạn. Nó nuôi cái hạt lúa no này. Nó no rồi chín chắc tới cậy nè. Vàng vàng sáng luôn nha các bạn. Lúa lúa mình mai cắt mà cái lá nó vẫn xanh nè. Lá vẫn xanh nha các bạn.